Trong những ngày thực hiện Ai ở đâu thì ở đó, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh mẫn cảm và đầy nhiệt thành của các tổ trưởng tổ dân phố lo đời sống người dân. Ghi nhận tại quận Ngũ Hành Sơn. Những ngày thực hiện Ai ở đâu thì ở đó, tổ trưởng dân phố là một người đầy sống động và bao cấp khi đứng ra lo chữa búa cơm nước ốm đau cho nhiều người, kể cả phải nghe than phiền trách mắng. Giữa ngột ngạt của nóng nực và căng thẳng trong những ngày cao điểm dịch bệnh, hình ảnh các vị tổ trưởng ngồi chùm hổm, phân chia hàng hỗ trợ, tay xách nách mang, nào là túi rau, túi thịt, túi cá, rồi tất tả với chiếc loa đi khắp các con đường ngõ hẻm để gọi người dân đi xét nghiệm. Trông vừa buồn cười, vừa rất đổi thân thương. Thì vẫn biết là cực khổ, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng là coi như là làm hết mình, cho dù đó là đêm khuya, đó là trưa nắng nắng, mà chúng tôi cũng phải coi như phục vụ bà con một cách nhanh chóng, kịp thời. Và đa số trong họ, những người đàn ông chưa bao giờ biết tới chợ búa, rau cá, nhưng nay dịch tới thì đều sẵn sàng cán đáng. Họ trở thành cầu nối gắn kết những tấm lòng thiện nguyện mang đến cho người dân trong khu vực những món quà ấm áp nghĩa tình. Những ổ bánh mì, bịch bún tươi, mì tươi, cân cá, ký thịt, bó rau, đòn bánh tét được trao gửi như tiếp thêm cho người dân động lực, niềm tin trong những ngày chống dịch khó khăn. Một miếng khi đói bằng một cuốc khi no, thì gia đình cũng có cái tâm là hỗ trợ mì và bánh mì, mì Quảng cho bà con. Trong những ngày căng mình chống dịch này, tổ trưởng tổ dân phố, những người ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, họ vẫn cần mẫn, lặng lẽ chạy đi chạy về như những con thoi cung ứng thực phẩm cho người dân. Chẳng nề hà việc lớn, nhỏ, với họ, sự bình yên của thành phố, sự an tâm của người dân, đồng lòng ở nhà chống dịch là điều quan trọng nhất.